Cảm ơn các bạn đến với laptop shuttershop.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop Shuttershop. Ngày hôm nay một trong những chiếc laptop rất đỉnh cao của công nghệ đến từ HP. Đây là một chiếc laptop rất là hiếm nhé. Xin được giới thiệu với chúng ta HP Elite Dragonfly phiên bản G2. Trước đây tôi cũng có làm một video về phiên bản Dragonfly dòng G1. Đây là một phiên bản mới nhất của hãng HP cho ra mắt trong năm nay. Có thể nói đây là một trong những mẫu laptop hiếm nhất mà HP cho ra mắt. Dragonfly đó là một cái tên để họ tạo ra một dấu ấn riêng của hãng HP, muốn cho ra nó nằm trong phân khúc của hãng của phân khúc là Elite Book, mà như chúng ta thường biết là Elite Book rất bền. Elite Book của HP thông thường thì dành riêng cho cái giới business, dân phòng chuyên dụng. Nó sẽ có một cái form, chúng ta nhìn thấy nó có cái nét hao hao với lại dòng NV. Nhưng ở đây Dragonfly thì sẽ được độ hiếm nó cao hơn, nó không phổ thông, nhiều khi chúng ta cần cũng không có. Cũng có thật may mắn là chúng ta ngày hôm nay được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc laptop này tại Việt Nam. Với cái màu sắc rất đặc biệt là màu xanh navy, nó hơi đậm ngã màu xanh đen tí xíu. Và với cái ánh đèn của chúng tôi thì nó sẽ có cái màu nó hơi tối hơn so với thông thường tí xíu. Và cái màu này cũng rất là hiếm có, nó cũng không có nhiều màu để chúng ta lựa chọn như thế này. Với nhiều cái ưu điểm trên chiếc laptop này, có thể nói rằng rất là nhiều yếu tố, trong đó là màn hình cảm ứng lực xoay. Và màn hình cảm ứng này đạt đến độ phân giải là 4K. Là một trong những mẫu laptop rất được ưu ái hãng set up vào những công nghệ tân tiến nhất. Chúng ta sẽ nói sâu hơn về chiếc laptop này nhé. Đầu tiên, cầm trên tay chiếc laptop chỉ nặng hơn 1kg thôi. Là một trong những mẫu có thể gọi là nhẹ nhất thế giới hiện nay. Một cái form máy rất là gọn nhỏ, chỉ tầm 13.3 inch. Đây là một trong những form máy laptop đẳng cấp nhất mà các cái thương hiệu lúc nào cũng đưa vào trong các phân khúc cao cấp của họ. Có nghĩa là 13.3 lúc nào là cũng là giá rất là cao. Chúng ta để ý như vậy, 12 hoặc là 4 inch thì giá nó không cao. Rồi, cái góc cạnh chúng ta thấy từ các cái form một cách liền lạc và sờ tay vào, nó giống như một cái quyển tập, nó gọn trong lòng bàn tay chúng ta, nhưng mà rất là lạnh nhé, do kim loại từ mặt A đến mặt B được toàn là một kim loại hết, cho nên nó sẽ cảm giác nó rất là chắc chắn. Khi chúng ta để lên bàn, chúng ta thấy một cái nét sang trọng toát lên từ chiếc laptop này. Chiếc laptop này trong phân khúc giá tầm từ 35 đến 40 triệu, chúng ta sẽ có cho mình một trong những chiếc laptop rất là đỉnh đến từ HP. Một màn hình gương tràn viền ở tất cả các góc cạnh. Và từ cái hướng này, chúng ta sẽ thấy rằng chiếc laptop được thiết kế trong một cái trục dài hình chữ nhật và các góc thường thường thì nó sẽ bo ít và nhọn nhiều hơn để tạo cho một cái nét sang trọng hơn. Một điểm quan trọng nữa là HP đưa ra các cái bàn phím to, rất là thoải mái để dễ gõ với khoảng hở, rất là thoải mái. Nên khi chúng ta để cái tay chúng ta vào gõ, nó rất là dễ chịu và không bao giờ chạm những cái phím. Hai dãy loa đến từ hãng âm thanh hàng đầu thế giới Bang & Olufsen. Và cả cái bản lề cũng được nâng niu những cái đường viền kim loại. Từ phía trái thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ khi thấy nút power được không đặt lên trên mà họ giấu vào bên hông luôn. Và ở đây có một cổng USB có thể sạc điện thoại ra luôn. Một cái micro SD card, một cái khóa nhỏ. Và nói rằng mặt cắt rất là mỏng. Mặt trước thì hoàn toàn không có gì ngoài một cái vẻ đẹp vô cùng mỏng. Từ phía bên tay phải thì chúng ta thấy rằng rất đơn giản, gồm có hai cổng USB-C Thunderbolt và một cái micro headphone. Ở đây có một cổng HDMI để chúng ta kết nối với máy chiếu rất dễ dàng. Từ mặt sau, một hệ thống tản nhiệt rất sang trọng. Chiếc laptop chúng ta có thể ngửa ra 180
hoặc là chúng ta lật làm 2 360 như thế này. Cầm lên tay và nói rằng nhẹ vô cùng và một cái mặt cường lực rất là chắc chắn, một cảm giác nó dễ chịu và rất là sang. Chúng ta sẽ mở màn hình và cũng như đánh giá thêm về các cái chức năng khác cũng như là cấu hình của máy. Điểm quan trọng nhất trên những dòng laptop cao cấp đó là tính chất bảo mật. Ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái bảo mật vân tay là ngay tại cái bên tay phải tôi nhé, cạnh cái dòng chip được ghi cái tên là Core i7 ở đây. Ở đây một cái camera rất là nhỏ được giấu ở đây. Chúng ta thấy trong một cái nền đen thì nó sẽ tập trung hơn cho chúng ta. Hầu như là máy tràn viền, mặt gương ra tất cả các cạnh, tạo chúng ta một cái tâm lý thu hút hơn về cái màn hình. Ở đây thì chúng ta sẽ đang thấy đó là một cấu hình Core i7 dòng thế hệ thứ 11 là 1185G7 3G. Một tốc độ này rất lớn nhé, và có thể up turbo lên đến 4G8, 6x12 luôn. Một trong những cái option khá là cao với RAM dòng này là cũng rất là cao, là 16GB, phiên bản là DDR4, tiêu chuẩn là 4266 SD RAM, có nghĩa là dòng này rất là cao, cao nhất so với thông thường thì nếu mà RAM DDR4 thì khoảng tầm 3.2 thôi, dòng này là 4266 thì có nghĩa là họ đã ưu ái rất là lớn khi đưa cái dòng RAM này vào luôn trong chiếc laptop này. Với ổ cứng trong máy là 1T, dòng TLC SSD PCL. Đây là dòng ổ cứng thẻ rất là mới, nó có thể là đạt tốc độ rất là lớn và đặc biệt là rất là nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi. Nó sẽ được xếp vào những cái máy rất là mỏng, rất là hay. Ở đây thì máy sẽ sử dụng loại cạp màn hình Intel Iris Xe Graphics. Đây là một cạp màn hình onboard thôi. Tuy vậy nhưng mà so với một cái cấu hình rất là lớn như thế này, với khối lượng RAM như thế này, với một cái option Core i7 đỉnh cao như thế này, thì với những cái phần mềm AutoCAD, Photoshop 2D rất là thoải mái cho máy có thể gọi là hoạt động một cách cực kỳ mạnh mẽ. Và ở đây với cái công nghệ mà quan trọng nhất đó là công nghệ màn hình. Trước mặt chúng ta là form màn hình 13,3 inch cảm ứng lật xoay với được cái cường lực làm cho chiếc laptop khi chúng ta ấn vào, lỡ mà lỡ tay nó hơi mạnh tí xíu thì máy vẫn hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, và độ cảm ứng rất là mướt nhé. Chúng ta có thể dùng bút thêm cũng được, bút thì chúng ta mua thêm, thường thường cái option nó sẽ không đi kèm với cái bút. Với cái thông số của màn hình này là 4K UHD, có nghĩa là 3840 nhân cho 2160. Và đặc biệt là độ sáng của cái màn hình này nó lên đến 550 nits. Thông thường thì chúng ta thấy là một cái màn hình laptop thì tầm là 220. Ở đây thì chúng ta thấy là một màn hình với độ sáng như thế là rất sáng nhé. Chúng ta có thể cảm nhận được hình ảnh không? Rất là khủng khiếp, rất đẹp. Chúng ta sẽ tăng thêm âm thanh. Đấy, tôi tăng hết ánh sáng luôn đó. Đây âm thanh. Đúng hơn, đây là một chiếc laptop cho chúng ta cảm giác để trải nghiệm, để có thể gọi là tận hưởng những cái điều công nghệ mang lại. Nhỏ, gọn, lịch sự, sang. Một màn hình 4K, RAM 16GB, dòng rất là mới và ổ cứng rất là cao cấp. Một chiếc laptop cực nhẹ và cực kỳ hiếm có. Tất cả những yếu tố trên chúng ta phải thật sự là biết ơn cái người mà chế tạo ra, là những kỹ sư của HP này.
cũng nhờ những cái con người tài ba như vậy mới tạo ra được những cái nét đẹp trên cái công nghệ rất là hay. Chúng ta có thể xem máy ở nhiều góc cạnh khác nhau, nó rất là hài hòa và rất là cân xứng. Khoản tiền là gần 40 triệu cho một chiếc laptop như thế này, nó thật sự nó không phải là một số tiền nhỏ. Tuy nhiên, xét về những cái mà chúng ta đang có được là chỉ một sự bảo mật cao, một cái chất liệu cao cấp mà lại rất nhẹ, lại rất là mạnh, thì tôi nghĩ đây là một trong những cái món công nghệ rất đáng để chúng ta quan tâm. Với thời lượng pin trong máy là 4 cell 56W, đây là một trong những loại pin có thể cầm dao động từ 6 đến 10 giờ đồng hồ. Chắc chắn là chúng ta cũng hiếm khi nào mà xài ngồi cả ngày như vậy. Tôi nghĩ đó là một trong những cái thời lượng pin rất là lớn mà được đưa vào bên thân một cái máy mỏng như thế này, cũng là cả một cái công nghệ. Và dĩ nhiên là HP là một trong những hãng đi đầu về công nghệ cảm ứng màn hình. Họ tạo ra luôn luôn mà biết cách làm sao để thỏa mãn chúng ta. Với âm thanh chúng ta đang nghe được rất là vang và rõ, đến từ hãng âm thanh hàng đầu thế giới cũng là B&O, với tên gọi là Bang & Olufsen. Nếu như nhà các bạn nào mà đã biết chơi nhạc á, chúng ta những cặp loa của hãng âm thanh này dao động từ vài ngàn đô là rất là bình thường. Từ dải F1 đến F12, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều nút tiện lợi, ví dụ như tăng giảm âm thanh lên xuống trực tiếp luôn, ánh sáng đó. Rồi chế độ máy bay, đèn, rất là nhiều chức năng. Và một chức năng đặc biệt nữa là một cái nút tắt camera trên đây, chúng ta an toàn là không bị hack. Những công nghệ mới giúp chúng ta khi chúng tôi nhấn một cái, các bạn sẽ nhìn thấy cái camera nó chuyển màu trắng, nghĩa là nó khóa đi, thì chúng ta mở lại thì nó sẽ trở lại bình thường. Điều này giúp ích chúng ta lỡ chúng ta không muốn bị hack webcam, thì đây là một trong những tính năng rất là mới được HP đưa vào trong thẳng luôn. Cái nút này nó nằm cách nút F12 khoảng một nút nhé. Thường thì dòng Dragonfly chúng ta không đặt hàng được, do là cái một số quy định gì đó đặc biệt của hãng HP họ cũng không tạo ra nhiều. Ngay cả HP Envy Spectre chúng tôi đặt hàng rất là khó, và chúng tôi muốn rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có những dòng hết sức đặc biệt, hết sức độc đáo, và chúng ta có quyền trải nghiệm với số tiền bỏ ra xứng đáng để chúng ta cảm nhận được những chiếc laptop đỉnh nhất thế giới. Cho đến thời điểm này, đây là một trong những chiếc laptop rất là hiếm có. Và tôi hy vọng các bạn có điều kiện có thể ghé xem tại shop 3 tháng 2. Tại đây thì có khá nhiều phiên bản khác nhau đến từ HP, từ Pavilion, Elite Book, Pro Book, Envy, Spectre và Dragonfly. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi, hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090 33 44 188, hoặc là 0908 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.